Vâng, chào anh chị. Đây là em hôm nay quay về cái cây gọi là kiếm vàng cánh cong, cánh chuồn, cánh cong ấy. Cái này thì rất là lâu rồi, thì là nó có từ rất lâu rồi. Nhưng mà để mà thống nhất được về tên và gọi và các thứ thì là nó là rất là nhiều tên. Bởi vì mỗi người nở hoa nó sẽ ra một cái bông hoa nó hơi khác nhau một chút, là nó đã có cái sự khác biệt rồi. Thì hôm nay thì em quay cái cây về cây kiếm trắng cánh cong Hải Phòng. Hoặc em không biết là gốc gác ở đâu cả, nhưng mà đại loại là nó là cây trắng cánh cong. Cái cánh cong vàng cánh cong hay trắng cánh cong ấy thì đều gọi như nhau, bởi vì riêng cây này nó một mình có một hoa. Cánh hoa nó rất là cong. Nên là nhìn hoa thì có thể là tương đối là biết luôn. Còn về thân lá thì nó khác. Về thân lá thì mỗi cây thì nó sẽ có một cái đặc trưng khác nhau. Nhưng mà về riêng cái cây này ấy, thì là nhìn hoa là mình mới biết được. Cái nhìn lá thì rất khó để nhận biết, trừ khi các bác đi mua ở những chỗ là uy tín. Đây là cả một chậu của nó, chậu lớn. Đấy thì cái cây đây thì hôm nay em sẽ nói sơ lược một chút về tên gọi và tổng thể thân lá hoa. Đây là cái cây tổng thể thì cái cây vàng cánh cong này thì hoa nó vàng tuyền, nên là thân mầm của nó sẽ là xanh sạch. Đấy là lưu ý về anh em chơi hàng va là sẽ như thế, đều xanh sạch hết. Đấy, như cái mầm đây. Cây này thì nó củ nó thì khoảng từ 3 đến 5 cm chiều rộng. Và chiều cao của nó thì nó rơi vào khoảng chiều cao của củ ấy, nó khoảng từ 5 đến 8 cm. Đấy. Đây là cái lá của nó. Đây là bộ lá cả chậu. Lá của nó thì nó to khoảng 2,5 đến 3 cm, có thể to hơn 3,5, nhưng mà là do cái bộ lá của nó là do mình nuôi nhiều nắng ít nắng ấy, nhiều phân ít phân, cách chăm sóc ấy, phụ thuộc rất là nhiều. Nên là tổng thể sơ qua đây, anh chị có thể nhìn nó như này. Đấy, thân lá của nó tổng thể. Thì về hoa thì bởi vì nhìn nhận thì người ta sẽ nhìn là hoa là phân biệt hoa và ghi tên. Chứ còn để mà nhìn lá thì sẽ là một điều rất khó. Bởi vì dòng kiếm lô hội đây là một dòng thân lá rất giống nhau. Mà đây là kiếm trắng đột biến thì nó chỉ đột biến về hoa thôi. Cái thân lá nó không đột biến. Thì phải nhìn hoa mới biết được sự đột biến của nó. Đây là cánh hoa nó. Cái cánh cong đây thì anh chị nhìn cái là đa phần là mọi người cũng có thể nhận ra luôn. Bộ cánh nó rất là cong. Cong về sau đây. Đấy, nhìn đằng trước đấy, một chùm của nó rất là thưa. Cái này cần hoa dài tối đa của nó sẽ khoảng 80 cm, nhưng mà đây thì nó dài khoảng 50 rồi, nhưng mà nó chưa dài hết, bởi nó chưa nở hết. Hoa nó chia ở trên nó sẽ thưa hơn, và càng xuống dưới thì nó sẽ càng mau hơn. Nhưng mà vì là cái cây này nó chia hoa không đều lắm, nên là để mà nhìn nhận nó thì là một cây đẹp và chia hoa đều cân đối, thì nó không phải là cây này, nó sẽ là những cây khác, thì nó có thể là một số dòng kiếm trắng khác. Nhưng như cái cây này thì nó là một cây hoa để mà nhận dạng, nhìn hoa sẽ là rất dễ. Chia hoa hơi thưa nhưng mà nó sẽ là cái cây nhìn dễ, bởi vì cánh nó cong. Cái này thì giá thị trường, so với giá thị trường thì cái này giá, so với dòng kiếm trắng nó là một cây đẹp nhưng mà giá lại rất là rẻ. Đấy, giá nó dao động thì khoảng vài trăm nghìn thân thôi. Thì mình mua thì nó cũng có củ to củ nhỏ, nên anh chị mua củ to củ bé rồi thì
cây khỏe cây yếu đó, nên nó dao động vài trăm nghìn, nó chênh lệch khá lớn, nó không thể gọi là không gọi là một giá được. Khi mà chỗ bảo bán 500, chỗ 600, chỗ 700 thì nó phụ thuộc củ tơ, củ già, củ to, củ nhỏ, rồi phụ thuộc nhiều yếu tố nữa, không phải là chỉ là một cái củ tính củ. Nhưng cây này thì giao dịch thị trường người ta hay gọi là tính củ, từng củ một. Thì mỗi củ thì nó thường một năm nó sẽ đẻ một mầm, có những củ khỏe nó đẻ 2-3 thân mà nó phát triển cũng rất tốt. Thì đấy là anh chị có thể xem và tham khảo để mua một số giống kiếm trắng, nhưng cần chọn những nơi uy tín và chắc chắn rằng là nó phải ra hoa rồi thì anh chị nên mua. Còn những cái nơi mà đương nhiên là người ta bảo có, nhưng mà hình ảnh thì đôi khi là người ta mượn ấy, hình ảnh mượn thì nó không thể đẹp được, nó không thật. Đương nhiên hình ảnh mượn, đương nhiên ai chụp đẹp nhất thì người ta sẽ mượn thôi, nhưng ít nhất là nhà người ta phải nở hoa rồi thì người ta mới biết là cái này là cây gì. Bây giờ mà đi mua cây mà không ảnh hoa chính chủ ấy thì là mua rất là dễ là bị nhầm từ cây nọ sang cây kia, mà khi nhầm rồi đấy thì giá trị cây nó cao mấy trăm nghìn một thân, mà giờ nó nhầm rồi lúc trồng được nó ra hoa lại không đúng thì thực sự là rất là không hay. Thì em cũng chỉ muốn giới thiệu một cái cây lan lên đây là để anh chị xem, anh chị biết và tìm hiểu từ thân lá đến hoa của cái cây vàng cánh cong này. Thì cái cây này thân lá thì nó có một số cái đặc điểm đặc trưng này, đó chính là mầm xanh sạch, mầm xanh ép, nó không ám tím rồi. Và nó nở hoa thì vào mùa hè thì cũng có thể chọn những cái nơi mà chọn những cái thời điểm ấy là nó đang mùa hoa ấy, thì anh chị mua thì nó sẽ không bị nhầm là cây nọ sang cây kia, thì bởi vì mình nhìn hoa mà. Còn khi mà không nhìn hoa thì nên chọn nơi uy tín, hoặc là anh chị có thể xem những clip của em ấy, thì em sẽ quay khá là chi tiết về cây. Cái dáng lá cái cây này nó dựng khá cao, xong với ngã là dáng rất cân đối đẹp tổng thể của một chậu. Thì nhiều ảnh của em ấy thì là người ta cũng copy về người ta sử dụng, nhưng mà đôi khi là cái cây, ví dụ như cây này thì người ta chẳng phải là copy cả, bởi vì nó cũng dễ hoa thôi, nuôi vài tháng một năm là có thể xem hoa thoải mái, bởi vì nó cây rất là dễ hoa. Đây là cả chùm, một chùm này của nó thì nó phải đến tầm 50 bông, khá là dài, cây này rất là đẹp. Đấy thì em quay tổng thể của dáng lá của một chậu và dáng lá và mầm, bộ rễ của nó và cần hoa. Đấy, đây là khi mà cái nụ nó sinh ra là nó cũng sẽ xanh sạch như này, nụ xanh sạch. Đây là em trồng bằng giá thể, đó chính là vỏ thông. Và phân bón này em dùng phân dê hoặc là phân trùng quế, hoặc là các loại phân của Đài, phân của Nhật, thì phân gì cũng được. Nhưng mà kiếm này thì nó rất là phàm ăn, nó ăn rất là nhiều, nên là mọi người là có thể cho nó ăn thoải mái các loại phân bón để nó phát triển tốt. Càng nhiều phân thì nó càng tốt, kiếm nó là như thế. Nhưng đừng nhiều quá, bởi vì nhiều quá là khi mà cây chưa khỏe nó sẽ bị xót rễ, mà nó xót rễ thì là nó phát triển sẽ kém hơn. Nhưng còn những cây mà phát triển tốt rồi thì không ngại. Nếu khi mình ghi tên xong rồi mình mua trồng cây, mình ghi tên là bây giờ mỗi người gọi một tên, cây về nhà ai thì gọi tên rồi nó bị nhầm lẫn là rất nhiều. Thế nên là em sẽ cố gắng để cập nhật nhiều nhất các loại cây em có để mọi người cùng xem và tham khảo để mua được đúng loại mà mình cần mua. Chứ khi mà mua cứ bảo mua một cây xong rồi nở ra một cây thì chẳng ai muốn điều đấy, nở nhầm hoa rồi thì về sau cũng chẳng biết đền kiểu gì. Bây giờ giá trị nó cao lắm. Thì em làm clip này thì em muốn anh chị xem và nhận biết cái cây vàng cánh cong. Em quay lại một lần nữa thì hoa của nó. Đấy. Thì anh chị nhìn cây hoa thân lá để nhận biết và chọn được những cây ưng ý, đẹp và giá trị. Và em cũng chỉ khuyên cho thành một điều, đó chính là mua của những người đã nở hoa tại nhà, cây đã có hoa thì anh chị mua thì chắc chắn là xác suất nhầm nó rất là ít, đa phần thì chỉ có đúng thôi. Đấy,
Cảm ơn anh chị đã xem video của em. Thì em sẽ cập nhật các loại kiếm khác, dòng kiếm biến khác. Kiếm thường nó chỉ lô hội thì em cũng chưa thời gian em quay, nhưng em sẽ quay hết các loại lan đột biến để cho cố gắng hết sức có thể. Cái nào em có nở hoa thì em sẽ quay để mọi người xem và mọi người cùng biết nhận dạng của nó để mua không bị nhầm cây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào anh chị.